Đó, anh em thấy không? Chạy rất là mượt ha, đơn giản mà hiệu quả nha anh chị em. Tốn chỉ 7k thôi. Hai, chào anh chị em, quay lại cái mặt của Thắng nha. Mình là Thắng Lê Mini Gấp Farm nha anh chị em. Hôm nay mình sẽ chia sẻ anh em cái cách mà làm lọc alip đơn giản, không không tốn kém gì hết luôn nha. Nó kiểu như lọc video đó anh chị em, mà có cái là mình chỉ cái khoét cái lỗ thôi. Đó, thì mình cho các bạn xem cái thành quả mới vừa làm xong nè. Mình vừa tìm hiểu xong nè anh chị em. Đó, anh chị em thấy không? Cái dòng nước sủi rất là mượt nha, nó không kêu bụp 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 nha anh chị em. Anh chị em thấy không? Dòng chảy rất là mượt nha. Dưới đây luôn nè anh chị em. Đó. Cái này độ mạnh nhẹ thì tùy theo mình nhận thấy qua nó anh chị em, này mình nhận nhẹ hơn ở trên ha. Dưới đây bên đây nè anh chị em thấy không? Đó, nó chạy cũng rất là đều ha, bong bóng cũng đâu có thua gì đọc clip mà kiểu làm kiểu kia đâu anh chị em. À, đọc clip là thường á là sử dụng cái hồ cá coi là nhiều nha anh chị em. Đó, anh chị em thấy không? Nè, ba cái mình vừa làm xong anh chị em. Đó, cái này rất là ok ha, tại mình nhận mạnh nước lực nước mạnh đó anh chị em. Đó thì giờ này em thấy nhiều anh chị em nuôi cái mà cũng làm lọc alip, mà cái lọc alip á thì anh chị em nào mà chơi một hai cái đâu mà muốn mua thì cũng thấy anh chị em bán một cái nó cũng mắc mắc hơi cao cao anh chị em, cái đâu 30.000 cái gì á một cái á. Đó thì hôm nay mình làm cho em cái này làm tầm 7k thôi, chỉ 7.000 một cái lọc thôi, là bao gồm là mua cái hũ nè, xong mấy cái co thôi đó, đơn giản cực kỳ luôn. Đó. Còn đây lọc bio nè anh chị em. Video nè, mình trộn đầy nắp ha. Đó anh em thấy không? Nó không có sủi ra bọt gì trơn ha. Không sủi có bong bóng gì hết trơn ha. Đó, nó gì đó anh chị em. Dưới đây nè anh chị em. Thấy không? Nó sủi cái gì nè anh chị em. Nó không có đều ha, nó không có mượt như bên kia ha. Đó. Nè, bên kia nó gì nè. Anh em thấy không? Nhìn rất là đã luôn ha, nó mượt, rất là mượt, con cá nó bơi lội rất là đã luôn ha. Nó làm cái là áp lực nước nó nhẹ hơn cho em, đỡ oxy hơn. Nè, cái này cũng mình cũng mới làm xong nè anh em thấy không? Cái này nó sủi không có nhiều, biết sao không? Tại vì hồi nãy mình test lúc đầu mình phép cái lỗ ít à. Test ít thôi. Đó. Này bio này ha. Đó mình làm từ lọc bio ra. Rồi. Thì nguyên lý làm việc như thế nào? Anh chị em đợi mình chuẩn bị mình quay cho anh em xem trước ha, chuẩn bị mình lấy đồ nghề cho em xem à. Cực kỳ đơn giản luôn mà lại hiệu quả nha, tiết kiệm chi phí cực kỳ cho anh chị em luôn nha. Đó, mình biết chị em là chơi chủ yếu mình chơi 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 đam mê chơi, chơi ít thôi nên anh em cũng tiết kiệm cái nào mình tiết kiệm được, cái nào mà đơn giản mà nó hiệu quả thì mình làm nha anh chị em, chứ không cần cầu kỳ quá ha. Đó. Anh chị em thấy gì là biết rồi ha, nhìn sơ nghe là biết rồi ha. Rồi bắt đầu mình lấy đồ nghề cho anh chị em xem nha. Rồi đây là những thứ mình chuẩn bị anh chị em. Đó, thứ nhất là một cái lọc PO anh chị em, cái lọc PO mình tự làm nhà này anh chị em. Đó, mình phan cái lỗ này nè. Đó, anh chị em mình biết rồi ha. À, mua ba cái co gắn vô đây ha. Đó, ba cái co thì mua lẻ cho 3.000 anh chị em. Cái hũ này mua 4.000 là 7.000 ha. Đó, xong rồi dây oxy nè anh chị em, cái dây oxy nè, dây này dây đầu 4.5 nha. Đó, một cái lẹm. Ha, em biết cái lẹm làm gì rồi chứ ha, cái lẹm nè mình lấy dây dây giải mình buộc vô đây nè để cho nó không có bị đau tay lúc mình xỏ vô anh chị em. Đó, em muốn tiếng xỏ anh chị em là mình phải xỏ kiểu theo thứ tự xíu anh chị em, theo hàng nha, anh từ từ này tới đây nha, tầm 7 cm gì đó đó anh em, chỉ là lỗ nhỏ đều nha vì cái lực oxy đẩy ra sẽ đều ha. Đó, mình biết đó là bắt đầu làm em xem ha. Đó mình biết á là cũng có nhiều anh chị em mà không có đồ nghề, anh chị em không có khoan được ha. Đó thì mình làm kiểu gì luôn, không có tốn kém gì chân, mua thêm cái gì á, mua thêm mấy cái đồ chụp vô rồi mua silicon bắn vô khoét lỗ bằng cái khoan lum lá chơi mấy cái lẹm này mình xỏ nè, anh em thấy không, cái lỗ này anh chị em xỏ nó đều tay một tí anh chị em thấy không, xỏ cũng nhanh lắm tại mình vừa quay gì xỏ anh chị em mình cũng có nhìn cái camera xíu hơi lâu ha, anh chị em mình ghim vô giật ra xong anh chị em. Cái lực nó đều mình thấy cũng 80 với bio à, ở lọc alip anh chị em. 80 alip là mình khói cái này chứ chắc gì nó thua alip nha, cũng vậy à, mà nó không tốn chi phí nè. Đó, nó không có tốn máy móc thiết bị thêm cho em, đồ nghề thêm cho chị em nữa ha. Đó, anh em thấy không? Để anh làm xong rồi mình gắn vô cho em xem cho anh em chứng chứng kiến thấy luôn ha. Mình phát theo thứ tự xíu nha anh chị em, hay nghe hàng lối xíu ha. Nói chung là anh em phát sao được cho miễn cái lỗ đều nhau được rồi. Anh cho em nào xem qua clip này thấy hay á mà muốn mình thì mình chia sẻ anh chị em, bấm like ký kênh cho Thắng nha. Đó, comment góp ý cho mình nha. Anh em thấy cái ý kiến nào hay hơn thì anh em nói với mình để mình làm cho nó hay hơn ha, góp ý với nhau ha. Với lại mình thấy cái này làm anh chị em nó đỡ tiết kiệm chi phí cho anh chị em nào mà không 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 muốn mua tiết kiệm chi phí ha.
như mình mua cũng được, đi mình không không hết ha, mình thấy nó cũng đơn giản thôi. Mình ở mấy gặp clip rồi mình thấy cái kiểu nó làm nó cũng sushi cũng đều làm nhà được. Nghĩ ra cái đầu hôm khởi tối á, mình nằm mình coi ủa sao thấy mà đơn giản vậy mà khoan lỗ chi mất công cục kỳ đó. Bắt đầu cái mình lấy cái này mình suy nghĩ ra, cái mình sáng nay mình làm luôn đó, bắt đầu mình làm clip mình chia sẻ anh chị em luôn đó. Mình thấy bên kia đá bán lậu clip như là mấy chục ngàn cái, hai mấy ba chục ngàn cái anh chị em. Cái này mình làm tốn cái 7 ngàn anh chị em, mua mấy cái coi nè, cái lọc coi nè, xong rồi gieo sim nhà anh chị em nào có thì thôi, không có thì mua thêm đâu giống như tiền đâu, tầm 3 ngàn anh, ở 7 ngàn anh chị em. Đó, khai giá đều đều một tí ha, mình gặp anh chị em ngồi coi mình khoan cái lỗ này ha, rồi mình hỏi anh chị em xem. Lỗ anh chị em thấy không, nó cũng đều cho người ha, phải nghe lỗ xíu ha. Xong anh chị em á, dùng cái hồ quẹt này nè, anh chị em quẹt gốc ở đây nè đó, xong dùng tay anh chị em bóp lại, anh chị em bóp cho anh chị em buông ra liền nghe, mà phồng tay anh chị em đó, đầu nó dính nè đó, nó dính lên nè anh chị em thấy không, nó có một hàng gì nè, xong á oxy nó sủi vô đây nè, xong nó lan tỏa cái lỗ nó ra, nó xè ra thì cái lỗ đó mà ghi một cái lẹm nè, cái lỗ một cái lẹm gì nè đó, cái lỗ hơi lớn nó xè sẽ đều hơn nha anh chị em phèn đó. Đầu mình gắn vô đây nè, xong anh chị em mở cái này ra này nha, cứng quá đó, anh chị em gắn gì nè đó, anh em chọt vô gì nè, hút gì nè đó, xong rồi anh chị em gắn vô đây lại, rồi xong rồi gắn ở cái đầu rồi nè, anh chị em gắn vô cái oxy ha đó. Rồi mình nói luôn ha, anh chị em nào mà có máy khoan, cái mũi khoan 4.5 5 chấm á, anh chị em khoan ngay đây cho mình nè, thì cái dây oxy này dây 4.5 dây 5 chấm nè, anh em khoan ngay đây nè đó, xong anh em đút cái đường lỗ đây nè thì nó sẽ thấy nó sẽ đẹp hơn ha đó, như từ trên gắn xuống nè, nó sẽ hòa cái đường này như vậy nè, nó sẽ đẹp hơn ha đó, thấy không, như vậy nó sẽ đẹp hơn đó, như vậy là về sẽ đẹp hơn đó, tại mình không có máy khoan, mình sẽ dùng mở này ra mình gắn vô đây đó, cũng được thôi, cũng gì đâu, nó cũng đỡ mà tại vì em không có đồ nghề á, đâu tốn kém gì đâu, thấy không, quá đơn giản. Rồi xong giờ mình đem mình test cho em xem nha. Rồi thì mình đã gắn vô anh chị em, em gắn gì ha, tại vì một tay quay một tay làm mình phải gắn vô trước đó, cái GOC mình gắn trong đó này ha, để đầu mình ghim vô là bắt đầu nó chạy cho anh em xem nha anh chị em. Đó anh chị em thấy không, nó chà gà bọt luôn nè, chưa ghim xong nữa, một tay mình làm một tay mình thấy khó gắn quá anh chị em ơi. Đó anh chị em thấy chưa, rồi mình điều chỉnh lại xíu ha, đó em thấy xô bọt chưa, lỗ nữa mình khoét nó chưa có đều hung nha anh chị em đó, còn mình khoét nhiều lỗ nữa nó sẽ ra nhiều bọt hơn nữa, thì theo mình chỉnh cái độ mạnh nhẹ nó, mình chỉnh mạnh lên tí thôi. Ha đó, anh em thấy không, vậy nè anh chị em đó, cái này tại vì mình làm khoét lỗ nó còn nhỏ quá anh chị em, nó cũng đều rồi ha, cái này nó tròn ít lỗ quá đó, mà cũng ok ha anh chị em, tại mình vừa quay anh chị em mình làm nó không có chuyên nghiệp không ha, nhưng mà anh chị em quay lại coi cái bên đây của mình đi đó, anh chị em thấy không, rất là mượt mà luôn nha đó, mình mới vừa làm xong nè đó, anh chị em thấy không, chứ ghim cho thôi nè, mình lấy ra cho em xem nè nè, anh chị em thấy không, cái lỗ nhiều nè đó, nó nhiều lỗ nè anh chị em, không thấy rõ ha đó, rất nhiều lỗ nè, mình để nước không rồi nha đó, mình để nước không rồi mà nó chào bọt cái gì nè anh em thấy không, rồi bắt đầu mình ghim vô lại à, mình ghim vô không được các bạn ơi, biết sao mình phải mở cái đó ra mình nhét vô mới được, tại vì mình tàn một tay quay một tay làm ghim mới được ha, mà để nó một xíu rồi mình gắn vô ha. Rồi đó anh chị em thấy không, cực kỳ đơn giản, tốn chỉ có 7 ngàn thôi, cần gì lại mới lọc mua cái lọc kia chi nó tới 30 ngàn, trời ơi làm nhà đơn giản. Nói chung nếu mình có tiền thì mình cũng làm cho em, mà thấy đơn giản mà hiệu quả gì nè anh chị em thấy không, nó cũng là bị chen nè anh chị em coi đi nè, mình giật cho em xem nè, có gì trong đâu nè, mình phép cái lỗ mình đốt mình bịt cái đầu lại rồi xong để nó sủi gì nè đó, mình ghim vô nó chạy thôi, cực kỳ đơn giản anh em thấy không, có gì đâu mà phải
phải làm cái kia cho nó tốn kém, mất thời gian. Đó, anh em mua không? Anh em lại mình, anh em mà biết làm thì làm nha ha. Mình này mình chế anh chị em. Từ lọc video chuyển sang lọc clip nha. Đó, anh chị em nào thấy hay thì để lại mình một like và comment ha, chia sẻ cho mình nha. À, anh em bấm đăng ký kênh anh chị em. Đăng ký kênh chia sẻ cái này clip này nè. Cho đến anh chị em nào, cho anh chị em, cho tất cả anh chị em luôn ha. Đó. Anh chị em đều biết ha, mọi người đều biết cái cách chế này ha của mình, vừa nghĩ ra anh chị em. Mình không có coi hết cho mình vừa nghĩ ra luôn. Đó. Muốn chia sẻ này cho anh chị em để mà mình làm cho hiệu quả mà nó không tốn kém chi phí ha. Đó, đơn giản thôi, 7.000, chỉ có 7k thôi anh chị em. Đó, chưa tính vật liệu lọc nha anh chị em. Đó, một cỡ một cái lọc elite chỉ 7k. Hai vị anh chị em mua 30.000 thì mua mình bỏ ra 7.000 rồi xong, đơn giản thêm cái lỗ thôi. Rồi. Hai mọi người. Chào tạm biệt mọi người nha.